an toàn, mọi mọi bọn nó nói thích con thôi. Đàn chim cút được Tuệ Minh và các em chăm sóc suốt 2 tháng giờ đã nở ra từ những quả trứng. Tiếng chim ríu rít khắp nhà. Tuệ Minh, người chị thứ hai, luôn đảm nhận phần lớn công việc với một tình yêu động vật vô cùng đặc biệt. Nhà con đã nuôi chó, nhà con nuôi gà, chim, vẹt ạ. Ước mơ sau này con là trở thành bác sĩ thú y ạ. Vì con muốn chữa bệnh cho mấy con động vật bị ốm ạ. Những đứa trẻ sinh ra trong một môi trường có tình yêu thương và được giáo dục về tôn trọng muôn loài trong tự nhiên. Vì là nó cũng giống như con người thôi, nó cũng được sống. Nó là một sinh vật sống. Hãy yêu thương các con vật mà các bạn đang nuôi hoặc là nó ở ngoài nhưng mà không phải là của các bạn, nhưng cũng nên tôn trọng nó. Còn với Tuệ Linh, người chị thứ ba, trồng cây xanh là đam mê của em. Nè, dưới gốc cây. Ta tưới cây cà chua nhiều thế, đi tưới cây khác nha. Dưới vào gốc cây ở gốc cây đây. Thôi, đi bố. Ok, bây giờ tưới tiếp. Ngoài ban công kia thì con có thể là trồng cây và tưới. Và trong đấy con thích là trồng cây và tưới cây ạ. Trong tương lai thì con mong muốn là một cuộc sống sẽ luôn yên bình, mọi thứ sẽ trở thành tốt đẹp và cây sẽ xanh tươi ạ. Ban công không quá rộng nhưng cũng đủ để các bạn nhỏ trồng hơn 10 loại cây các loại, từ cây cảnh, cây ăn quả cho đến các loại cây rau ăn thường ngày. Biết yêu thương và biết sống có trách nhiệm như đã sẵn sàng trong gen của từng đứa trẻ. Mọi góc nhỏ trong nhà, ở đâu cũng có sự hiện diện của sự sống. Thế hệ có gen xanh, sống và đối mặt cùng những vấn đề của môi trường mỗi ngày nên luôn là người kiến tạo những giải pháp ở độ tuổi của các con. Máy lọc không khí đã chuyển màu đỏ, tức là không khí trong nhà mình hiện đang rất ô nhiễm nên hãy đóng cửa lại. Em nghĩ chúng ta cần phải trồng nhiều cây xanh hơn và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. À, màu xanh thì nó không làm sao hết. Màu vàng thì nó bình thường, màu đỏ thì nó hơi ô nhiễm và màu tím thì nó là ô nhiễm nặng. Ở ngoài này thì nó thường là màu đỏ và màu tím vào buổi sáng đến chiều. Còn buổi tối thì nhà con đóng cửa nên nó là màu xanh hoặc là màu vàng. Tuệ Anh không ngần ngại chia sẻ mong muốn sẽ trở thành một họa sĩ vẽ tranh về các vấn đề của môi trường. Với thử thách, vẽ áp phích thể hiện thông điệp giảm lượng rác thải nhựa, Tuệ Anh cùng em chỉ mất khoảng 20 phút để lên ý tưởng và thực hiện. Cái poster này thì chị em con thiết kế nó về cách bảo vệ môi trường của mỗi quốc gia. Ví dụ như là Netherlands thì họ không dùng bàn chải làm bằng nhựa mà họ dùng bàn chải làm bằng gỗ. Tại EU thì họ thay vì sử dụng chai nhựa mang đi, họ sẽ có những cái cốc giữ nhiệt riêng và họ sẽ đổ nước vào đấy. Môi trường thì nó sẽ có những lúc đẹp và những lúc bị ô nhiễm. Con muốn trở thành một họa sĩ và để vẽ những bức tranh đối lập giữa môi trường thiên nhiên và môi trường ô nhiễm hiện tại. Để khuyến cáo mọi người rằng nếu như thêm những rác thải nữa thì trái đất này của chúng ta sẽ không thể sống được nữa. Được sinh ra và lớn lên trong những đô thị xanh như Vinhome Ocean Park, Vinhome Smart City hay Vinhome Grand Park, được giáo dục trong ngôi trường xanh, di chuyển bằng những phương tiện xanh, một thế hệ xanh của hôm nay và ngày mai đã thành hình. Đó có thể là nhà lãnh đạo, những doanh nhân, những nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhưng đều có đặc điểm chung là mang một ma gen trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội vì một Việt Nam xanh. Ở nhà con hay tiết kiệm nước, giấy và điện để bảo vệ môi trường. Mình phải có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không được xả rác bừa bãi, không được đi vệ sinh bừa bãi và cần phải giữ gìn cây xanh ạ. Con sẽ trồng cây để cho nó nhiều oxy hơn ạ. Con ước mơ sau này con là họa sĩ để con vẽ thật nhiều bức tranh phong cảnh thật đẹp. Con mong muốn sống trong một tương lai rằng là thiên nhiên, con vật và con người đều cân bằng với nhau ạ.